Nào, Lucy giấu cái người đi. Đây. Lucy chào cả nhà nhé. Cả nhà có biết hôm nay Lucy có cái gì mới lạ đặc biệt không? Đây. Mời cả nhà chiêm ngưỡng bộ cánh mới của Lucy. Lucy buộc phải cạo lông bởi vì Lucy nghịch bẩn, nghịch nước suốt ngày và em đã bị nấm, cho nên là buộc phải cạo lông cho em. Mà nhìn em trông như là cắt lông cho Lucy ngày hôm qua. Và sau khi cắt thì Lucy tự kỷ mất một ngày. Hôm nay Lucy đã trở về bình thường thì mới quay video Lucy. Chứ hôm qua là Lucy nằm lì một chỗ bởi vì là hận vì bị cắt lông. Chào chị ta. Và sảnh ra mấy hôm bận mãi không quản lý chế độ ăn của Lucy là Lucy còn bị mềm tai ra nữa, vì Lucy bị béo. Lucy bị béo là Lucy hấp thụ thiếu canxi, dù là cho Lucy ăn canxi nano. Nên là các bạn mà có dùng canxi để mà tăng tai cho chó thì các bạn cũng lưu ý nhá. Không được để cho con chó nó ăn quá nhiều mỡ, ăn quá nhiều đồ béo, bởi vì khi ăn mỡ thì nó sẽ ngăn chặn cái việc con chó nó hấp thu canxi. Lucy vẫn xinh gái lắm, anh nhìn Lucy là vẫn cứ xinh gái. Cái người không quan trọng đâu, ăn nhau ở mỗi cái mặt thôi. Còn cái người là mấy hôm sau, tháng nữa là nó lại mọc lên lại đẹp ngay. Úi giời ơi, Lucy đang thể hiện cái sự yếu đuối. Nào My làm trò gì đấy My ơi, anh đang quay video ấy nhá. Đừng có giở cái trò đổi bại ở đây. Hôm nay em đã vui vẻ trở lại, còn ngày hôm qua là em tự kỷ nguyên một ngày. Hôm nay thì mọi thứ đã trở về bình thường. Dễ dỗi dễ quên. My, chơi với em phải để cho em thắng một hai cái chứ, cứ bắt nạt em vậy. Lucy ra đây. Lucy, My lên giường. Lucy, Lucy ra đây nào. Ra đây. Lucy, nào ra quay video tí nào. Trời ơi, dỗi vào trong chuồng nằm. Ui giời, bà không quan tâm. Ra đây. Nhanh nào. Lẹt kẹt. Nghịch nước cho đẩy vào. Không là ở phòng điều hòa, không là bị lạnh, thế là bị viêm họng. Đúng rồi, chuyện làm thế là đúng là che được toàn cái người đi. My lên trên. My đi lên. Mày quay video nó tí. Làm sao? Quay video Lucy tí. My bao nhiêu video rồi? Để cho em nó lên hình tí. Không để cho nó lên hình yên ổn được một hôm à? Hả? My nổi tiếng lắm rồi.
Để cho Lucy nó lên tí. Ta đang cáu đấy. Thôi Mi à, để yên cho em nó nằm yên đi Mi ạ. À, thế thì còn được. Lông của Lucy rất là dày. Đây, sau khi cắt đây, dày và dài. Xong rồi đây, vẫn còn đang thì dày như này, như lông poodle luôn, dày hơn đấy. Sau khi cạo lông xong thì mình nhìn người em bé tí, bởi vì lông em quá dài.